Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông tấn. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 có tên quốc tế là Nisat sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền nước ta, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký công điện khẩn số 1738 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các bộ ngành chức năng tập trung đối phó với bão. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố, Việt Nam đứng thứ 85 trong số 163 nước được xếp hạng chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường với 59 điểm. Chỉ số này thể hiện kết quả hoạt động môi trường ở Việt Nam khá tốt. Mưa bão liên tục xảy ra khiến tình trạng sạt lở bờ biển ngày càng trầm trọng. Biển xâm thực sâu đã phá hủy nhiều nhà cửa, làm mất đất canh tác, nuôi trồng thủy sản và đe dọa đến tính mạng tài sản của người dân. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch biển của nước ta. Chủ tịch chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc, ông Đường Anh Niên thông báo đã đệ đơn từ chức và cân nhắc khả năng sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông dự kiến diễn ra vào năm sau. Trong một nghị quyết mới gửi tới các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các cường quốc châu Âu đã từ bỏ lời kêu gọi áp đặt biện pháp trừng phạt ngay lập tức đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chiều 28 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu tại hội nghị. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận Ba Đình đã nghe đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, chương trình hoạt động và nội dung của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 13. Các vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị tại hội nghị tập trung chủ yếu vào vấn đề giáo dục mầm non, vấn đề quy hoạch và sử dụng đất. Các cử tri cho rằng cần có sự giám sát cao chất lượng các công trình xây dựng lớn để tránh gây lãng phí tiền của nhà nước. Công tác cán bộ cũng được nhiều cử tri quan tâm và đề nghị cần có chính sách chọn lựa những người có đức có tài để đảm nhận trọng trách do Đảng và nhân dân giao phó. Các cử tri cũng cho rằng công tác phòng chống tham nhũng đã được thực hiện nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả, cần coi trọng hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng giao cho đơn vị, ngành có chức năng thẩm quyền, trong đó có vai trò của cơ quan kiểm tra từ trung ương đến địa phương. Một số cử tri quan tâm đến vấn đề giá cả xăng dầu, giá vàng, giá các mặt hàng thiết yếu tăng cao ảnh hưởng đến đời sống của người dân thủ đô. Trước những vấn đề cử tri quan tâm, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Ba Đình đã tiếp thu những ý kiến của cử tri, giải đáp một số các vấn đề về giáo dục, nhất là giáo dục mầm non, vấn đề các khoản thu chi đầu năm học, vấn đề giá cả tăng cao, bồi thường giải phóng mặt bằng, vấn đề phân luồng giao thông. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng các cử tri cần nghiên cứu sâu hơn nội dung kỳ họp sắp tới, đóng góp những ý kiến tâm huyết để giúp kỳ họp sẽ đạt hiệu quả cao. Cảm ơn các bác, các anh, các chị đã có những ý kiến phải nói là rất tâm huyết, rất là xây dựng, có trách nhiệm và nhiều ý kiến xác đáng. Thế còn hôm nay qua tiếp xúc cử tri thì nó nổi lên vấn đề gì để chúng ta cần tiếp tục cải tiến cho các cuộc tiếp xúc cử tri lần sau? Thì vấn đề thứ nhất là xung quanh cái cách tiếp xúc cử tri. Thì tôi vẫn thấy thế này, chúng ta phải trao đi đổi lại cho nó thoải mái, không ạ? Gọi là tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước kỳ họp Quốc hội. Lẽ ra hôm nay chúng tôi phải được nghe nhiều ý kiến của các bác, các đồng chí về kỳ họp sắp tới, như vậy thì các cậu phải chú ý cái gì? Chúng ta nghiên cứu cái chương trình của kỳ họp, góp ý kiến cho Quốc hội những cái nội dung sắp tới, thì có khi chất lượng tiếp xúc cử tri nó còn cao hơn nhiều, đúng tầm hơn nhiều. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định những ý kiến đóng góp của cử tri đều là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Đây cũng là những vấn đề cần có giải pháp thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân để góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Nhận lời mời của Quốc vương Malaysia Tuanku Mizan Zainab Bilasa và Hoàng hậu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2011, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức trọng thể với nghi thức cao nhất
dành cho chuyến thăm cấp nhà nước tại tòa nhà Quốc hội, thủ đô hành chính Putrajaya. Sau lễ đón, Thủ tướng Najib Tun Abdul Razak và phu nhân đã đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân. Hai bên đã bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia, khẳng định sẽ phấn đấu đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte chiều 27 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam đã tới thủ đô Amsterdam bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng vào sáng 28 tháng 9. Thông tin chi tiết về những sự kiện này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của truyền hình Thông tấn. Trở lại với những thông tin trong nước, tiếp tục chương trình làm việc ngày 28 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận báo cáo của Ban Dân nguyện về công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại tố cáo, báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 8 và thứ 9 của Quốc hội khóa 12. Chiều cùng ngày, phiên họp đã cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13. Báo cáo về công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại tố cáo của công dân năm 2011 của Ban Dân nguyện nhấn mạnh, số lượt công dân đến khiếu nại tố cáo kiến nghị trong năm 2011 đã giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn các vụ việc khiếu nại tố cáo chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp. Theo đánh giá chung của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo còn một số hạn chế, đó là việc chuyển đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ chưa cao. Công tác theo dõi đôn đốc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đơn thư đã chuyển chưa được thường xuyên. Việc tiếp công dân như hiện nay là chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13. Theo dự kiến, chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13 gồm 115 dự án luật pháp lệnh, trong đó có 3 bộ luật, 104 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 6 pháp lệnh và 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ bản tán thành với dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, các ý kiến đều cho rằng các luật pháp lệnh được xây dựng trong chương trình rất thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Mặc dù vậy, số lượng luật pháp lệnh được đề xuất là khá lớn, vì vậy cần phải tập trung trí tuệ của các cơ quan tổ chức có liên quan, đồng thời phải có những giải pháp thiết thực hiệu quả để lập và triển khai. Các ý kiến phát biểu cũng tập trung thảo luận về các dự án cụ thể trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 nhằm giúp các cơ quan soạn thảo có cái nhìn tổng thể, xây dựng những dự án luật pháp lệnh có tính khả thi cao, thiết thực trong đời sống kinh tế xã hội. Bản tin thời sự tổng hợp xin được tiếp tục với thông tin cập nhật về diễn biến của cơn bão số 5 có tên quốc tế là Nessat. Hồi 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông, đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km một giờ, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 30 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, tức là từ 103 đến 133 km một giờ, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Từ trưa chiều ngày 29 tháng 9 ở Vịnh Bắc Bộ, có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Như vậy, theo dự báo, đến chiều ngày 30 tháng 9, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền. Bão có thể gây gió mạnh, mưa to đến rất to. Diễn biến của bão còn phức tạp, cần đề phòng bão có thể đi nhanh hơn dự báo. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, thì ngày 28 tháng 9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký công điện khẩn số 1738 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các bộ ngành chức năng, trong đó yêu cầu các địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng, ngành thủy sản và các chủ tàu triển khai ngay việc kiểm đếm tàu thủy, nắm chắc số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển, tổ chức neo đậu cho tàu thuyền trong các khu tránh trú bão, chủ động kiểm tra đê điều, hồ đập, công trình đang thi công để có biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, rà soát phương án sẵn sàng sơ tán dân cư ở các khu vực nguy hiểm, chỉ đạo hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, cắt tỉa cành cây để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ. Các tỉnh miền núi trung du cần chủ động kiểm tra, rà soát các hồ chứa, hầm mỏ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để chủ động đối phó với tình huống mưa lũ lớn bị chia cắt. Các bộ ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các biện pháp phòng chống bão số 5 hiệu quả. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức thường trực theo dõi tổng hợp diễn biến của bão, mưa lũ, đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện các biện pháp đối phó với bão, mưa lũ, lũ quét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách. Trong khi đó, thì theo tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn của tỉnh An Giang, lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, nước từ các sông tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến đê của tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng do lũ. Mực nước đo được lúc 7 giờ sáng ngày 28 tháng 9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,75m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên 4,11m, tại Chợ Mới là 3,41m và Long Xuyên là 2,73m, vượt mức đỉnh lũ năm 2000. Trong những ngày tới, nước lũ tiếp tục dâng nhanh với tốc độ mỗi ngày từ 5 đến 7cm. Hiện lũ vùng đầu nguồn của tỉnh An Giang và trung tâm tứ giác Long Xuyên lên rất nhanh, đã gây ngập trên 1.000 căn nhà. Nhiều tuyến sông ở An Giang bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 30 km. Nhiều tuyến đê ngăn lũ đã bị ngập, nước tràn qua diện tích đất sản xuất của dân. Người dân vùng lũ An Giang đang cùng với các lực lượng ngày đêm chống đỡ với trận lũ lớn hiếm thấy từ nhiều năm nay. Hiện tại, tỉnh An Giang đang tập trung vào các điểm vỡ đê tại bờ Tây Kinh 7 và huy động mọi lực lượng gia cố các con đập ngăn với tiểu vùng Kinh 9 và Kinh 10 trên địa bàn huyện Châu Phú để cứu 1.000 hectare lúa thu đông còn lại. Các lực lượng dân quân và quân đội phối hợp ứng cứu đã tiến hành đắp đập ngăn hai đầu Kinh 7 huyện Châu Phú để làm giảm áp lực của lũ thượng nguồn đổ về. Tiếp đó sẽ xúc cử, tấn bao cát vá điểm đê vỡ để giữ được vụ lúa đông xuân bằng bất cứ giá nào. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố, Việt Nam đứng thứ 85 trong số 163 nước được xếp hạng chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường EPI với 59 điểm. Chỉ số này thể hiện kết quả hoạt động môi trường ở Việt Nam khá tốt. Với tổng điểm 59, Việt Nam đạt điểm cao trong lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp, trong đó điểm số về lâm nghiệp được tính theo độ che phủ rừng và trữ lượng rừng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, điểm số được tính theo cường độ sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp, trợ cấp và các quy định về thuốc trừ sâu. Việt Nam đạt chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường thấp hơn trong các lĩnh vực thủy sản, biến đổi khí hậu, các ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với hệ sinh thái và bảo tồn biển. Tăng trưởng dân số, đô thị hóa và công nghiệp hóa đã có tác động đáng kể đến môi trường tự nhiên. Nghiêm trọng nhất là các vấn đề ô nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng xung quanh hai thành phố này. Trong bối cảnh khu vực, có thể so sánh Việt Nam với Philippines 66 điểm, Thái Lan 62 điểm, Lào 60 điểm, Trung Quốc 49 điểm, Indonesia 45 điểm, Papua New Guinea 44 điểm, Mông Cổ 43 điểm.